sắc vóc mỹ nhân đập mặt xây lại cỡ Miss Grand Việt Nam 2023. Lê Thị Hồng Hạnh, 23 tuổi, quê Thái Bình, thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023, gây chú ý nhờ dung mạo lột xác sau phẫu thuật thẩm mỹ. Lê Thị Hồng Hạnh được kỳ vọng tiến sâu ở cuộc thi năm nay sau thành tích top 15 ở Miss Grand Việt Nam mùa đầu. Cô sinh năm 2000, quê Thái Bình, hiện là diễn viên, người mẫu tự do. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Á khôi một cuộc thi Miss Mister Hà Nội 2022. Trước đó, cô là thành viên một nhóm hài, được khán giả biết đến qua series sitcom Coi Thường Chủ Tịch và Cái Kết. Người đẹp nói cô nhận thấy bản thân cần học hỏi, trau dồi nhiều kỹ năng nên tiếp tục thi sắc đẹp sau khi vừa dừng chân ở The New Mentor. Đừng xấu hổ bởi những thất bại của mình, hãy học từ chúng và bắt đầu lại, là câu nói Hồng Hạnh tâm đắc. Là người có chí cầu tiến, tôi muốn lần trở lại này bản thân sẽ để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Mục tiêu lớn nhất trong năm nay của tôi là vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cô nói với Ngôi Sao, chiều ngày 23 tháng 8. Hồng Hạnh tự nhận cô có tư duy tốt, tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng chịu áp lực cao trong công việc. Tuy nhiên, khả năng ngoại ngữ hạn chế là rào cản lớn nhất của cô. Thời gian qua, người đẹp rèn luyện tiếng Anh, ứng xử với giáo viên cá nhân. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn lột xác dung mạo hoàn toàn của người đẹp sinh năm 2000 khi đối chiếu với loạt ảnh quá khứ của cô. Hồng Hạnh kể trước đây là diễn viên của một nhóm hài. Trong một lần đi quay và nghe được câu chuyện bản thân bị miệt thị ngoại hình phía sau hậu trường, cô tự ti, mặc cảm với chiếc mũi gãy, đôi mắt một mí và khuôn mặt thiếu cân đối. Khuôn mặt trước đây khiến tôi mất nhiều thời gian trang điểm. Tôi phải vẽ sống mũi, kích mí to hơn. Mỗi lần chụp ảnh, tôi phải dùng nhiều phần mềm chỉnh sửa mới tự tin đăng hình lên mạng xã hội. Tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, cô nói. Năm 2020, Hồng Hạnh trải qua đồng loạt các phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, chỉnh răng. Năm 2021, người đẹp tiêm filler cằm để có gương mặt tỷ lệ vàng. Ngoài ra, cô tiêm filler ở môi, giúp hô biến đôi môi mỏng trở nên sexy, căng mọng hơn. Sau khi đập mặt xây lại, cô gái quê Thái Bình thay đổi dung mạo. Gương mặt của cô được nhận xét xinh đẹp, cân đối hơn. Sau 3 năm đập mặt xây lại, sắc vóc của Hồng Hạnh ngày càng hoàn thiện. Cô cho biết bản thân tự tin với diện mạo mới. Mỗi lần ra đường, cô không tốn thời gian trang điểm. Khi đi tiệc, người đẹp 22 tuổi chỉ cần thoa son, nhấn chút phấn má là đã tự tin. Nhiều khán giả so sánh cô với những mỹ nhân như ma nữ đẹp nhất Thái Lan Mai Davika hay Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2022 Anna Suengam Iam. Cô cao 1,68m, số đo 3 vòng 78, 56,5, 87,5cm. Hiện cô đang cùng 43 thí sinh khác tập luyện cho chung kết diễn ra ngày 27 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Thiên Ân sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. 7 giám khảo chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng ban, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, phó ban, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, phó ban, nhà thiết kế Đỗ Long, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Kiều Loan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.